Xin chào tất cả bà con anh kế ở Lưu Vong và Bắc Giang. Như bà con đã thấy, anh chuẩn bị vôi bột này và xung phát đồng để phun cho cây bưởi. Phun bằng nước này anh? Phun bôi đặc luôn đấy. Đây nước đây. Nước đấy. Bao giờ khuấy nào, phun xem nào. Đây này, chú cứ phun sớm thì đỡ được cái... Đây là khuấy nước, sau này nước lại phun được nhỉ? Vôi. Nó biết là vôi nước tưởng vôi đặc luôn ấy, gần như đặc luôn ấy. Đây vừa xong tôi xong này, nó các chú đến thì tôi nóng, tôi nóng, xong. Nhưng vẫn mà... nóng bỏng này là còn cháy vỡ cả. Nhưng mà em tưởng là thằng Hà vừa ngon nó phun vôi bột. À, vôi bột nó bám nó kém hơn. Thế à? Vôi bột thì thực ra là chỉ là lúc ông Hà là vôi phun lúc sớm thì tôi nghĩ sợ cái lúc đấy nó mưa, sợ nó còn trôi xuống và sợ ảnh hưởng dụng hoa. Thế đây tôi chỉ là chống lăng, phun nước, chống nóng, chống nắng này, chống ruồi vàng này, chống rỉ sắt với diệt sáp, đặc biệt cả diệt sáp, diệt sáp. Đây như vôi này nhá, ví dụ đây. Tại sao tôi phun vôi, tôi còn có cái đồng này. Đấy, mỗi cân là tôi cho thùng 200 lít. Đây. Chuyên vất đồng thì nó hay kết tỏa. Cho nên là phải khoáng liên tục. Tôi phải khoáng liên tục, bác qua tôi nhờ bác hộ cái. Phải khoáng, vì người làm cái bao giờ phải khoáng. Không thì hoặc là cho ra xô. Không gì hoa. Không thì đây là nước ra, nước đã xong đổ vào. Hòa ra nước. Hòa nước, phun phát đồng với hòa ra nước. Đây đây là bị chấm này. Đấy, vôi nó vào là cái đấy nó không phát triển. Đây là xun phát đồng là vôi hòa cùng vôi để phun đây. Phát đồng xun phát đồng nhá, 98% nhá, chứ không phải là đồng không đâu nhá. Đồng không là bắt buộc phải mới vôi, nhưng cái này xun phát đồng là nó cũng có vôi rồi nhưng mà hòa vào nó vẫn có tác dụng. Đấy nhưng nó phải cho dần, không thì nó giống này nó hay kết tủa. Bác cho cái gậy cái que xun phát đồng CuSCO4 đấy, màu xanh đấy, cho ăn đâu này. Cái này nó hay kết tủa, cứ phải cho dần dần. Đây đây em cho bác. Đây là khâu chuẩn bị để phun phun vào cho bòng ấy. Phun vào bòng. Chống nắng mới chống chống nắng mới chống rồi vàng. Đặc biệt là chống nắng luôn, đỡ phải bao bọc ấy. Nên là cái nhà bán vậy. Đây nước đổ vào vẫn sạch két vào mới vôi luôn này. Những nhà là mà bán bao là ế à? Chết rồi. Không, nay tôi có bao trắng đầy kia, không tin thì tí tôi dở ra bằng bao trắng đây. Vừa mất công mất việc vừa. Nhiều mất việc lắm bao. Vừa mất việc vừa. Hôm nay là thầy phải bác đi. Bác ơi, hội em ơi. Cho nó khoáng ngay. Hôm nay là thầy phải đi làm thuê cho ông kế đây. Ông này đột xuất đến đây, mình đang công tác chuẩn bị thôi, nhưng mà chẳng may gặp ông ấy. Công tác chuẩn bị. Đang vào mặc áo như mà này. Không cần. Làm vườn. Nắng rồi. Đó, ông vẫn phải mặc áo bọc khẩu trang hết đấy. Nói bác. Cái này có độc hại đâu mà. Cái gì cẩn thận. Cái này nó không bụi. Biết rồi nhưng mà nó. Đấy nha, nước vôi vừa xong tôi nè. Nó vẫn nóng bỏng đây nha. Đây được. Đấy, nước vôi cho vào cái nó xanh này đây. Đấy, nhìn đẹp chưa? Đấy. Đấy cứ phun như thế này. Đấy. Đây này vừa xong tôi vôi còn thủng ra. Nóng quá. Nóng quá. Đáng lẽ phải cho tôi thùng to kìa. Nhìn thấy đẹp chưa? Chứ phun đồng không này nó
Đẹp tuyệt vời. Bác cứ bảo, bác bảo phun tắc, sau tí em phun cho bác xem có tắc không. Mà thậm chí đây, anh phun nó tắc. Thậm chí là kể cả có em đây là còn đang bị bục lưới. Buộc cái rẻ ở đây. Đây thậm chí cả buộc cái rẻ ở đây thì nó không buộc, là nó không lọc hết. Cũng không phun được vôi vì nó đặc. Nó đặc. Đây tôi phun đặc chứ không rẻ phun được. Rẻ đấy, không phun được. Kiểu kiểu. Một là vải màn. Vải màn. Nước vôi trong đấy là nếu không. Không phải cho vì rẻ vải sau màn tí, đây. Sau tí tôi hướng dẫn là cái này là có một người chuyên môn đây để điều chỉnh. Điều chỉnh. Khoáng lên đây. Chú nhận giới thiệu mấy cái là chuẩn bị phun ấy là chúng tôi phải hòa vôi. Giới thiệu đi. Còn nhưng mà cái của nhà mình nó hai cái bộ lọc. Ừ. Nó lại đây nó vào cái bộ lọc này nó tắc lại cả chồng. Tắc đây. Hai ông bác cứ cho sao em phổ biến mà không bao giờ tắc. Ừ. Em vẫn phun quay kia cái nữa, quay đúng sâu. Đây là khâu chuẩn bị để phun phun bưởi. Anh kế mới vâng nhận là hòa vôi mới lại xun phát đồng để phun bưởi chống ruồi vàng nhá. Để chống ruồi vàng vừa tôi xong, tôi và chống nắng. Vôi vừa tôi xong nước vẫn đây cho vào cái nó xanh ngay đấy. Vợ anh nhà kế, vợ nhà anh kế vườn rộng thế mấy trăm cây. Ngày xưa là nó quy vào địa chủ đấy. Đây có gì đâu. Thả máy vào là vẫn phải quắn này. Vẫn phải quắn. Đầu tiên này nhá. Đầu tiên là bơm như này. Sau tí nữa cái đầu tiên nếu vôi đặc quá ấy, thì ta để nước chừng. Thì vôi không bao giờ cái cặn nó hút lên. Nó không bao giờ bị bẩn. Hai là ta phun cái mắt. Vòi kia nó phun xịt vòi rửa xe. Chứ không được phun vòi thuốc sâu này. Vòi thuốc sâu này thì ta phải phun thuốc sâu thôi. Đó anh cũng phun rửa xe. Thuốc sâu. Vâng, đây em nói nha bác nhá. Nó tắc ở cái lọc này. Không. Đấy, chính vì bác không để lửng lên thì nó bị tắc. Hút lực. Nếu mà bác bơm thuốc sâu thì bác giảm cái áp này đi. Nếu như ta bơm vôi ta cho tăng áp. Tăng áp để cho nó vụt xa, phun bọc trực tiếp luôn. Nói bác như thế thì để lưng như chừng không bao giờ tắc. Thế bảo bác cứ bảo tắc để sang nay em cho bác xem trực tiếp. Vì mọi khi bác cứ bảo tắc. Hôm nay đây nha, vôi trực tiếp đây em chưa cả xem lọc vôi. Để lưng chừng thì cái cặn ở dưới thì sao tắc nữa. Đâu, nó ở trong nó vẫn lấy. Nó có hút được lên đâu, nó cặn ở dưới tầng dưới rồi. Mình hút tầng trên làm sao mà chú để sụp tận cái dưới. Cái trong này là nó không có cái lọc nữa. Cần, chỉ cần cái lọc cái đầu kia thôi chú ạ. Chỉ cần cái lọc đầu kia thôi. Quan trọng lọc đầu, lọc đầu này được thì cái da thì hầu như cái đấy ra. Buộc cho cái màn pin ở đấy nữa thì cơ mà. Màn pin thì nó thường hay bị bết nhưng mà nói chung là chưa. Đây sau tí vừa làm thực tế mới để. Đây nhé, thậm chí cả bã đây nhé, không lẽ mà bỏ là giấu đây nhé. Ui, mỏng quá. Đây dầu bã này nha, không lại bảo là không tắc này. Đây sau tí là xoay lại tí hút xong bác xem. Không bã đầy luôn. Chứ còn thực ra nó phải là không quấy liên tục luôn. Gần xuống dưới thì nó mới đặc. Thế lúc nào mà nó nước mà nó xuống quá rồi bác mẹ nhấc lên. Đấy, để cho nó vừa đỡ cặn. Bây giờ là phải nhấc lên này. Không, giờ là bên gần dưới. Giờ trên là loãng. Vôi nó đặc. Du cái xe rùa dần dần vào. Đâu, để. Nó bay như mất ra. Nó bay như mất.
Cun đâu trắng đấy. Cun đâu trắng đấy. Tí nữa nó mới trắng mạnh. Bây giờ lại cứ ngược, quay ngược lại. Đây này. Tôi chưa cun kịp cái nó cháy hết quả này. Vâng. Quả này bị dám không phun kịp bị dám này. Bây giờ nếu phun vào thì chắc không ảnh hưởng gì.